sinh. Lão, bệnh, tử, kính thưa quý ông bà, kính thưa toàn thể quý vị, các thân hữu gần xa. Hôm nay, trong không khí ướt đẫm nỗi buồn, tang quyến chúng con có mặt tại đây để tiễn đưa một người chồng, người ông mà chúng con hằng yêu thương đã ra đi vĩnh viễn, để lại cho gia đình một nỗi trống vắng không gì bù đắp được. Ông tên là Hans Asmussen, sinh năm 1953, nguyên quán Đan Mạch, đã trút hơi thở cuối cùng vào lúc 23 giờ ngày 17 tháng 11 năm 2021, nhằm ngày 13 tháng 10 năm Tân Sửu, hưởng thọ 68 tuổi. Thể theo chương trình tang lễ đã được ấn định, lễ nhập quan được cử hành vào lúc 20 giờ ngày 18 tháng 11 năm 2021, nhằm ngày 14 tháng 10 năm Tân Sửu. Lễ động quan được cử hành vào lúc 11 giờ ngày 20 tháng 11 năm 2021, nhằm ngày 16 tháng 10 năm Tân Sửu. Sau đó, linh cữu được đưa đi hỏa táng tại Phúc An Viên, thành phố Thủ Đức. Tang gia chúng con đồng kính báo. Thế là than ôi, đất phủ màu tan, trời nghiêng bóng xế, giận hóa công gây bấy tang thương, cảnh âm dương đôi ngã chia lìa. Ông Hans Asmussen mất đi là một tổn thất vô cùng to lớn đối với toàn thể gia đình. Nỗi đau mất mát này không gì bù đắp nổi. Các em đã mất đi một người anh hiền yêu quý, người vợ trẻ mất đi cái nhìn bao dung, âu yếm của người chồng. Xã hội đã mất đi một người công dân mẫu mực. Ông đã ra đi theo tiếng gọi của quy luật tạo hóa, để cho chúng con cùng mọi người thương niềm tiếc thương vô hạn. Chúng con luôn kính trọng ông, vì dù ở cương vị nào, ông vẫn giữ lời nói ôn tồn, tác phong nhã nhặn, việc làm cần mẫn, thái độ ôn hòa, cách xử thế ngoài trong độ lượng, thân thiện xóm giềng, thương yêu giúp đỡ người nghèo khó, ốm đau. Ngoài xã hội, ông đã chu toàn bổn phận một công dân mẫu mực. Trong gia đình, ông đã làm tròn trách nhiệm của một người chồng, người ông gương mẫu. Trong giờ phút biệt ly, ông Hans Asmussen đã về âm giới mãi xa xăm. Gia đình chúng con trên dương trần sẽ luôn tưởng nhớ. Từ nay, vắng ông trong chuyện trò thế sự, còn đâu lời khuyên bảo lúc cam go. Nhưng sinh ký tử quy vẫn biết là quy luật, sao lòng thắt không cầm. Dù hiểu không tránh khỏi mà vẫn đau trong dạ. Ôi thôi, đã đến giờ vĩnh biệt, cầu vong linh cõi tiên cảnh nhàn du, chốn âm giới hồn về an nghỉ, nơi dương trần luôn nhớ khói hương. Trước linh hồn của ông, tang quyến xin được đồng bái biệt để bày tỏ niềm kính trọng
và tiếc thương vô hạn. Cuối cùng, xin hương hồn ông an giấc ngàn thu nơi chính suối. Xin vĩnh biệt. Cha con bơ vơ biết đi về đâu, con khúc đầu chỉ thấy đêm đen, con khúc đầu chỉ thấy đêm đen. Cha ơi cha bỏ con, trọn đời con mất cha thật rồi. Cha ơi cha bỏ con, để đời con trọn kiếp mồ côi. Cha ơi cha bỏ con, cuộc đời con mất cha thật rồi. Cha ơi cha bỏ con, trọn đời con không còn thấy cha. Cha ơi cha bỏ con. Bỗng một ngày trong căn nhà trống vắng, bỗng một ngày cha tôi lìa căn nhà. Lại chúng sanh nghiệp cầu trình, biến nhập đi lô tàng giới ca rung vô sự bất siêu luân thủy bất tẩy thủy diệu cực pháp thân thân bất nhiễm trần phạt tác tư kỳ. Quyến trí nội ngoài đàn địch đang trang sải khu mộc nhi tạc dương xuân. Thiên huy băng nhi thành định đồ sở vi đạo nội ngoại trung gian vô triệt vệ thánh và mu hiện tống thanh liêng. Bồ Tát nghe đeo đầu cam lô thủy nâng lên nhật định biển thập ma phương em tin ra cầu vẽ thần quyến rư phụ trại tăng đường tất thân tình Ba 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 ba
hòa nghi Bắc Âu Đăng Mạch Quốc Hiền Trụ Nghi Hồ Chí Việt Nam Quốc Hồ Chí Minh Hằng Phổ Minh Hằng Quận Chị Thập Ngũ Phương Ung Văn Khiêm Lộ Ba Trăm Bốn Tạm Trên Sáu Tám Đường Phụng Phật Tu Hương Phụng Kinh Cầu Siêu Thịnh Linh Phục Hùng Thâm Phục Di Lệ Kim Tăng Quyền Hiệu Nam Nguyện Việt Hùng Vì tơ át mùng sen cung thừa mẫu mà nguyện thì bên thu cùng anh chị em nội ngoài thân bằng quyền thuộc cực dị hương hoa trai bàn tự phật chi nghi cung tiện đồ phục vị hương linh than át mùng sen tỳ niên hướng thọ lục thập cụ tuệ tự vô tân chủ niên thập nguyệt thập tam nhật nhất vì thân hồn chí hương linh chí quyền hương linh lai đạo linh tiền ác nhập lư nhãn di ác linh về chứng minh hiền thế hiệu nam thành tâm kinh hiện cũng thọ tán hương hoa thịnh hương hoa phùng thịnh nam mô nhất tâm phùng thịnh tây phương giáo chủ tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật nam mô tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật nam mô tiếp dẫn đạo sư lễ hương linh nhị bái diện kinh văn bồ tát ma năm thương hoài một bóng người thôi tình đã khơi rồi mong khó nhạt phai chẳng quyết rồi có khi đầy ngăn cách rồi cũng xung vầy bay 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 hoài ngàn lòng như con thuyền đổ bên tình yêu ngại gió mưa chiều thuyền vẫn còn neo ai đó
gian âm thầm như nước về khơi. Lòng chót yêu người tình khó đôi thay. Hoa thắm rồi có khi tàn, tình ấy chỉ đến một lần. Tâm tư thương hoài ngàn. Quý vị rồi trở thành thân bằng quý thuộc với nhau, đó là nhân viên. Trước đây thì thầy nghĩ ông cụ cũng là ở phương Tây này, thầy theo bên đạo, nhưng mà Đức Phật hoặc là bên đạo người ta cũng không phân biệt là đạo nào hay là đạo nào. Khi chúng ta có nhân duyên ở đâu thì chúng ta cứ học theo cái điều hay để tốt của mỗi đạo, hướng dẫn cho chúng ta hoàn thiện trong cuộc sống. Trong cái tâm linh tín ngưỡng là chúng ta không có cái sự phân biệt đạo nào hay đạo nào. Trong một cái buổi lễ cầu siêu, nhất là cái thời gian gần đây là dịch bệnh Covid, quý thầy lúc nào cũng hồi hướng cầu siêu cho hương linh tự nàng dịch bệnh Covid, bất phân chủng tộc, bất phân tôn giáo, tức là không phân biệt chủng tộc, không phân biệt tôn giáo. Trong một thời kinh lúc nào quý thầy cũng hồi hướng cầu siêu cho tất cả những cái nạn nhân bị tử nạn vì dịch bệnh Covid. Đó là nói gần đây nhất, còn xa hơn nữa là những cái nạn nhân tử nạn như là máy bay rơi hoặc là chiến tranh như thế nào đó. Lúc nào trong chùa quý thầy cũng kinh và hồi hướng cho tất cả những cái hương linh đó. Thì hôm nay hội tụ đủ duyên lành và hương linh của ông là thân phụ của quý vị đã theo điểm luật vô thường ở tại đất nước Việt Nam và được sự nhiệt tình hướng dẫn của những người em vợ và nhất là chị Ngọc, và Phật tử chị Ngọc đang ngồi ở đây rất là nhiệt tình cung thỉnh Hòa Thượng và Chư Tăng về đây để tụng niệm và cầu siêu cho hương linh. Mặc dầu là hương linh là người nước ngoài không nghe được tiếng Việt Nam với thầy tụng niệm, thì quý vị cũng thắc mắc là hương linh người nước ngoài với thầy tụng tiếng Việt hương linh không nghe được thì không có ý nghĩa gì. Thì đó là sự hiểu biết của chúng ta trong cái thắc mắc và vấn đề trong cuộc sống thôi. Chứ còn thực sự mà Đức Phật dạy á, cảm ứng đạo giao nan tư nghị, tức là một cái tâm niệm của mình nghĩ tới Đức Phật, nghĩ tới sự cầu nguyện thì mười phương chư Phật đều biết hết. Và hôm nay, ngày qua tới hôm nay, quý vị trong gia đình chúng ta hướng về ba ngôi tam bảo khác biệt nhưng mà đồng một cái tâm niệm để đích tâm cầu nguyện cho hương linh của ông Han Ác Bút Sen. Tí nữa đây thầy sẽ quy y cho hương linh và cho hương linh pháp danh là Nguyên Han. Trước khi đi thầy có thỉnh ý Hòa Thượng, Hòa Thượng cho hương linh pháp danh đó. Thấy chưa? Thì quý vị từ hôm qua tới giờ chúng ta cùng với quý thầy chúng ta nhất tâm cầu nguyện mười phương chư Phật, chư Đại Bồ Tát, Long Thần Hộ Pháp để gia hộ và cầu siêu cho hương linh của ông, thì bao nhiêu công đức, bao nhiêu duyên lành của ông sẽ được trường thừa công đức này. Mà cho dù ông ở bất cứ thế giới nào, ông cũng được hưởng phước này. Bồ Tát Ma Ha.
bão nghe sáng vô cùng hương linh pháp nguyện quý nghi Phật. Nam mô tận hư không biên pháp giới quá hiền vị lai thập phương thượng trụ tam bảo từ bi phong quang tiếp độ hướng đến Việt Nam Phật từ thọ Phật quý giới pháp danh nguyên hằng thế danh an ạt muôn sanh nề nhất về thần hồn chi hướng đến Bye.
con quyền hiền thế nguyện thì minh thu hiệu nam đi tớ át một trang thứ năm quyền địa cung cung ân chị em bưng bằng xa gần nội ngoài thành tâm thiệt lệ hương hoa ra quả phẩm phật hiếm cũng cầu siêu tịch điện độ phục bị hương linh Việt Nam phật tề Pháp chân nguyện an thế dân an hạt bút sáng quân thanh quỷ tỷ niên hương thọ đục thấp tụ tuệ đại hạng thân số niên thập quyết thập tam nhật nhất về thân hồn chí hướng linh di quyền hướng linh lai đạo vàng thờ tinh pháp nghe kính lo tai hướng thực siêu sinh tinh độ hướng hoa thịnh diện kinh văn bồ tát ma nguyện hướng đến đường đưa công đức lực mà siêu sanh tịnh độ gia hộ nghe hiện thế nguyện đề minh thu hiệu nam ki tơ át bút sen thứ nam nguyện việt thông cung toàn thể anh chị em đổi ngoài thân bằng quyến thuộc cướp tỏ bình an lời lạc việc xấu qua đi việc lầm đem đến xuất nhập bình an cổ quyền âm siêu dương thái pháp giới chúng sinh đồng thanh phật đạo phật thank you.
Thời gian qua con đã vô tâm,
tâm làm cha đau. Cha yêu ơi, con thật sợ lắm, sợ một ngày không còn cha bên con. Sợ vòng tay cha mãi xa con một đời, bởi con chỉ có mình cha thôi. Cha yêu ơi, con thương cha nhiều lắm, hãy cho con xin một lần thứ tha. Thời gian qua con đã vô tâm, đã vô tâm làm cha đâu. Cha yêu ơi, con thật sợ lắm, sợ một ngày không còn cha bên con. Sợ vòng tay cha mãi xa con một đời, bởi con chỉ có mình cha thôi. Giờ vòng tay cha mãi xa con một đời, bởi con chỉ có một mình cha thôi. Lắm rồi chợt nhìn thấy bóng cha, con ngồi đó với bao điều lo. Để ngày mai được sáng tươi, con yêu nên người. Đời cha chịu nhiều gió sương. Ôi cha hiền, người là vầng thái dương, tỏa nắng ấm sáng soi đời con. Kể từ khi mẹ đã xa, vai cha thêm nặng, và vầng trán kia suy tư bao ngày đêm. Nâng niu dịu dàng bước con đi, chăm lo từng giấc ngủ êm đềm. Con phải sớm yêu thương nhau, dạy con đừng bao giờ gian dối. Lòng con thương cha nhiều lắm, cha hiền yêu dấu ơi, người là lẽ sống cho đời con. Người là trắng khuya xóa tan đêm trường, truyền cho con niềm tin và sức sống. Lòng con thương cha nhiều lắm, cha hiền yêu dấu ơi, từng ngày qua vẫn luôn nguyện cầu. Cầu mong cho cha mãi luôn bên đời, để cho con được sống trong tình thương hiền hòa.
thần văn điều văn điều nguyện lai nghe hoa hương linh lai đạo linh tiền linh pháp nghe
kinh bồ tát hướng lực siêu linh tịnh độ hướng hoa tịnh hướng hoa phụng tịnh nam mô nhất tâm phụng tịnh linh văn bồ tát ba vào phía trong tăng đường để chúng ta làm lễ bái quan hay chỉ đọc Phật.
bản thân Yeah.
còn đây, anh nhớ không anh? Vườn cỏ còn xanh, mặt trời còn lên khi bóng anh như cánh chim chìm xuống vùng trời nào đó. Anh đã bay qua, chỉ còn lại đây những sáng bao la. Người tình rồi quên, bạn bè rồi xa. Ôi tháng năm những giờ những chân mày nhớ. Nhắc tên những sớm mai lửa đàn những máu xương chập trùng xin cho một người vừa nằm xuống thấy bóng thiên đường cuối trời thành trước số phần ngày sau ông trời sẽ trao. Này nhà lớn lầu vàng son, này lời danh chức quyền cao sang, có nghĩa gì đâu? Sao chẳng bền lâu như nước trôi qua cầu. Này lời hứa, này thủy chung, này tình yêu chót lưỡi đầu môi, cũng thế mà thôi, sẽ mất ngày mai như áng mây cuối trời. Sống trên đời này, tựa phù du có đây rồi lại mất. Cuộc sống mong manh, xin nhắc ai đừng đổi trắng thay đen. Nào người xa giàu, đừng vì tham tiền bỏ nghĩa anh em. Người ơi xin nhớ cát bụi lá ta, mai này trông phai. Người nhớ cho ta là cát bụi, trở về cát bụi xin người nhớ cho. Người nhớ cho ta là cát bụi, trở về cát bụi xin người nhớ cho. Người nhớ cho ta là cát bụi, trở về cát bụi xin người nhớ cho. Người nhớ cho ta là cát bụi.